Hai, xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiện của tôi. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 2. Thì hôm nay vườn con lên cái clip này để giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Nó là một cái lô càng thăng. Thì trước khi vào clip thì con cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì hiện tại là vườn con đang có một cái lô càng thăng quắn củ đế quái như thế này. Thì cô chú mình xem tham khảo, thấy ưng ý thì liên hệ qua bên vườn con ha. Những cây này là vườn con đã quắn củ đế quái xong rồi vô dây quắn luôn rồi, thì sẵn là ép chậu luôn rồi. Ưu điểm của nó ha, ép chậu sẵn, vô dây sẵn. Thì về cô chú mình có thể là ghép tiểu cảnh hoặc là làm những cây bonsai mini nhỏ nhỏ, hoặc là để mình lên chậu mình để bàn cũng được. Đó thì tùy theo nhu cầu của cô chú anh chị mình chơi cây như thế nào thôi ha. Và giá hiện tại con đang bán những cây cần thăng này là 48.000 một cây nha cô chú anh chị. 48.000 một cây ha. Nè, cầm trong lòng bàn tay vậy nè. Đó. Thì vậy cô chú mình có thể là làm bonsai để bàn rất là đẹp. Và cần thăng thì cũng rất là dễ chăm nha, chứ không phải là khó chăm. Rất dễ chăm. Đó, vườn con có rất là nhiều luôn. Rất là nhiều loại cần thăng luôn ha. Ví dụ như cần thăng này là cần thăng loại nhỏ 48.000. Thì con có cần thăng loại to hơn con sẽ quay cho cô chú mình tham khảo nha. Này, đây là những cây cần thăng mà bên vườn con hiện tại đang xử lý và trồng lại ha. Thì xịt nước ra thì nó sẽ lòi cái bộ đế ra đẹp như thế này nè. Cái thân của nó thì không to đâu nha, thân cỡ chừng ngón tay út trở lại thôi. Nhưng mà được một cái là củ đế rất là đẹp ha. Củ đế rất là quái. Thì vườn con á đang nuôi cái bộ đế này nữa. Có chải, có quắn ở dưới cái cục mà đất này nè. Thì cô chú anh chị mình nuôi từ từ thì nâng cái rễ lên nó sẽ lòi cái bộ đế ra ha. Có những cây thì quái ha, có những cây thì cũ gì nè. Thì những cây cần thăng này hiện tại bên vườn con đang bán và giao lưu với giá là 95.000 một cây. Đó, thì cô chú mình có nhu cầu mua thì cứ alo ha. Rất là quái luôn nha. Quái rất là nhiều kiểu khác nhau. Thì vườn con đang xử lý làm. Còn đây là cần thăng loại củ đế quái giá 100.000 cây nha cô chú anh chị. Loại này thì loại phôi ha. Thì cô chú mình có nhu cầu mua dạng nào thì mua. Đó. Rồi cảm ơn cô chú đã xem kênh và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Ngoài cần thăng ra thì vườn con còn rất là nhiều loại kiển bonsai khác nhau nha cô chú. Cô chú mình có nhu cầu mua thì alo ha. Rồi con xin mến chào, con xin tạm dừng video tại đây.